Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, vào năm Tân Sửu 2021, nam mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng. Nam mạng sinh năm 1955, tuổi Ất Mùi, tức là tuổi con dê, thường gọi là kính trọng chi dương, tức dê được quý mến. Mệnh kim, sa trung kim, nghĩa là vàng trong cát. Mệnh sa trung kim gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, thổ sinh kim, tốt. Địa chi, mùi gặp sửu, lục xung, không tốt. Thiên can, ất gặp tân, tương xung, không tốt. Sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Vận hạn, hạn toán tận. Vận niên, dương hồi ngàn. Thái tế năm 2021, phạm thái tuế, xung thái tế. Tam tai năm 2021 không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2021 không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2021 không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm Tân Sửu của tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng. Sao thái bạch hay gọi là kim tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao thái bạch chiếu mệnh trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức sẽ gặp sao thái bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là triều dương tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối. Thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín, nên mọi người xung quanh khó mà lại gần được. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản, thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp nhiều việc không cần phải lưu tâm, cần chú ý và chú trọng tới việc cho vay tiền, dễ phát sinh tranh cãi. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, nhân gian quan niệm rằng để bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mệnh thì cần phải cúng sao giải hạn cho sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Vận hạn năm 2021 của tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng. Hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Khi đi đường, nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá, dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản, gặp hùng hạp, thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không nên bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa
về hạng Toán Tận như sau. Toán Tận vẫn đến Thanh Linh, đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạng Toán Tận rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng hay ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tới tánh mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạng Toán Tận thì hạng này cũng được ghi chép như sau. Hạng Toán Tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo, trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hay ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại. Căn cứ vào tính chất của hạng này, ta có thể đánh giá hạng này là một hạng lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạng khác, thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạng chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Với những người trong năm gặp hạng Toán Tận thì cần thực hiện những điều sau. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Như vậy, không những tránh được hạng cướp bóc, giảm hao tài mà còn không nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo sẽ bị tai nạn, cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của bạn thuộc những lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn Toán Tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc trời mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật, trúng gió. Ngoài những cách giải hạn Toán Tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trao dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa, thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng và mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở, độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây là cách giải hạn Toán Tận rất được chú trọng. Vận niên năm 2021 của tuổi Ất Mùi, sanh năm 1955, nam mạng. Vận niên Dương Hồi Ngang nghĩa là về về với núi rừng, thọ trí tan bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng tươi tốt, mượt mà, tha hồ, thưởng thức. Trong năm nay, đường công danh của bản mệnh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm này, bản mệnh còn đón nhận thêm tin vui trong gia đình như thêm người, thêm của. Trong năm, bản mệnh cũng biết kiềm chế, nhường nhịn thì đường công danh, sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý khi tham gia giao thông hay quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. Tuổi Ất Mùi, sanh năm 1955, nam mạng. Trong năm 2021, có phạm hạng thái tuế không? Trong năm 2021, có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất,
sẽ phạm thái tuế cụ thể như sau. Tuổi Sửu vào năm 2021 là năm bản mệnh 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, hao tốn tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật, tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi vào năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm việc gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá hoại cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ xã hội khác. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà, sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng, phạm thái tuế, xung thái tuế. Tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng, trong năm 2021 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì gặp hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bản mệnh tuổi Ất Mùi theo quan niệm nhân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Mùi. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng, trong năm 2021, có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có bốn dạng, đó là Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Hạng này là hạng Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạng Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạng Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạng Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạng Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật súc. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho chính, số dư thuộc vào trong một trong bốn số trên thì phạm Kim Lâu cụ thể. Số dư 1 phạm Kim Lâu Thân, số dư 3 phạm Kim Lâu Thê, số dư 6 phạm Kim Lâu Tử, số dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, nam mạng là 67 tuổi,
không phạm tuổi Kim Lâu. Tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, Nam Mạng, trong năm 2021 có phạm hạn Hoang Ốc Không. Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiên kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn Hoang Ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu cụ thể như sau. Nhất cát hay còn gọi là kiếp cũng vậy, tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc hanh thông thuận lợi. Nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi, tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu. Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tam sát nhân, do dài đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài, chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm, lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử, sẽ dễ gặp hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản, nếu mua hay xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính của nhân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử và địa sát. Cách tính tuổi hạn hoang ốc đơn giản như sau. Lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp, số dư 1 là nhất cát, số dư 2 là nhị nghi, số dư 3 là tam địa sát, số dư 4 là tứ tấn tài, số dư 5 là ngũ thọ tử, số dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, Nam Mạng, là 67 tuổi, không phạm hạn tuổi Hoang Ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi phần luận tử vi tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, vào năm Tân Sửu 2021, Nam Mạng. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.